Ở đây sẽ là video hướng dẫn anh em mình cài đặt hẹn giờ cho chiếc đèn Bigmon. Tổng quan đây là app của Bigmon. Thì nó có hai phần chính, đó chính là dashboard và control. Sẽ là hai cái phần mà anh em mình sẽ thao tác phần chính. Thì ở trong tab control có hai ba ba mục, một là auto, hai là manual và thứ ba là effect. Thì mình sẽ cài đặt hẹn giờ tự động ở trong cái phần auto nhé. Đầu tiên, muốn hẹn giờ thì các bạn giúp tớ cộng giúp tớ một cái mốc thời gian. Sau khi cộng thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ tạo ra một cái điểm chấm và một cái chấm xanh ở bên dưới. Thì mình sẽ di chuyển cái này đến cái mốc thời gian mà mình mong muốn. Mình chọn đây, cho nó mình di chuyển. Mình sẽ tạo hai mốc đi để cho mọi người dễ phân biệt. Rồi, di chuyển. À, mình di chuyển ví dụ như là mình muốn sáng từ lúc 9 giờ chẳng hạn. Mình chọn cái này đến 9 giờ. Không cần chính xác lắm đâu, chỉ gọi là ví dụ thôi. Và cái mốc thứ hai mình sẽ chọn đến 9 giờ 30. 9 giờ 30. Ok. Đó. Tiếp theo, trong cái phần 9 giờ 30 này mình sẽ kéo những cái profile này màu này lên. Ví dụ như là mình sẽ kéo 3 thanh RGB là 100%. Thì như thế này chúng ta sẽ hiểu rằng từ 9 giờ trở về trước là sẽ tắt và từ 9 giờ đến 9 giờ 30 nó sẽ sáng dần lên. Bây giờ mình cộng thêm một mốc nữa. Mình sẽ muốn sáng đến tầm đến 11 giờ 30 chẳng hạn, mình sẽ kéo cái này đến 11 giờ 30. Ok, và mình sẽ kéo 3 thanh RGB này là 100%. Tương ứng giống với cái 9 giờ 30 và tạo thêm một mốc nữa là đến 12 giờ. 12 giờ. Ok, thì nó sẽ tắt. Đấy, từ 12 giờ trở đi nó sẽ tắt. Cái phần này nếu mà mọi người cảm giác hơi khó trong cái việc chọn thời gian kéo những cái thanh này thì có một cái phần timeline bên dưới. Khi chúng ta chọn vào, đấy, mọi người sẽ thấy rằng nó cũng sẽ hiện ra bốn cái mốc thời gian như vừa nãy chúng ta đã chọn. Thì thay vì mình chọn nó khó thì bây giờ mình có thể là chọn như thế này. Vừa nãy mình chọn cái phần trước, cái phần 9 giờ ấy, nó hơi khó, nó hơi bị lệch đúng không? Giờ mình chọn lại thành 9 giờ. Ở đây 9 giờ 29 muốn 9 giờ 30 cho chuẩn thì chọn lại 9 giờ 30. Ở đây 11 giờ 30 mình muốn bắt đầu tắt đi mà vừa nãy mình kéo nó hơi chuẩn, nó hơi lệch một chút thì chọn lại 11 giờ 30. Và cái này là 12 giờ, không không. Đó, ok. Thế là mình sẽ tạo được một cái mốc thời gian hoàn chỉnh trong phần hẹn giờ. Còn phần buổi chiều mình muốn nó sáng từ 12 giờ chẳng hạn. Ok, mình sẽ cộng thêm một mốc thời gian nữa cho cái phần buổi chiều. Cộng đó. Và mình sẽ di chuyển cái này đến tầm 2 giờ. 2 giờ PM. Đây. Tiếp tục như vậy, mình cộng thêm một mốc nữa. Mình sẽ di chuyển cái này đến 2 giờ 30. Đó, mình sẽ kéo 3 thanh màu này lên 100%. Đấy. Cộng tiếp một mốc nữa, mình sẽ muốn nó sáng đến 19 giờ thì mình sẽ chọn 18 giờ. Tương ứng với 6 giờ 30. Đấy, mình sẽ kéo 3 cái thanh màu lên và cộng thêm mốc nữa. Chọn 7 giờ 00. 7 giờ 00, thế là tắt. Ok, thế là xong. Xong cái phần hẹn giờ để mọi người có thể tạo ra được hai cái mốc quãng thời gian hẹn giờ rồi. Nó tương tự mình muốn họ hẹn thêm các cái quãng thời gian hẹn giờ khác thì làm tương tự nhá. Đấy, tương tự bên dưới nếu mà các bạn muốn thay đổi cái thời gian lại cho nó chuẩn một chút thì có thể vào đây kéo. Đấy, 2 giờ 30 này. Ok, 6 giờ 30. À, cái này nó hơi lệch xuống dưới tí thì mình kéo này. Và 7 giờ. Không không. Đó, ok, xong. Vậy là chúng ta đã hoàn thành hai cái quãng thời gian hẹn giờ cho một lần trong một ngày. Nhưng như thế này chưa xong đâu nhé. Mình hẹn giờ xong ngày thì mọi người ra cái phần dashboard giúp đỡ. Và ở đây mọi người có thể thấy là nó có manual này và auto này. Đấy thì mọi người chọn giúp em kích hoạt cái auto lên để chúng ta có thể là bật cái tính năng hẹn giờ nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hẹn giờ và cái đèn của chúng ta sẽ tự động bật tự động tắt hàng ngày theo cái quãng thời gian hẹn giờ mà mình đã cài đặt ở bên này. Rồi, chúc mọi người thành công. Cảm ơn mọi người rất nhiều.